Đây là BMW Group 5 series sản xuất năm 2010-2016. Ngoại hình thật sự đã quá lỗi thời rất nhiều so với mẫu 2022. Và dĩ nhiên, khi chưa có điều kiện mà vẫn thích ngoại hình mới nhất của BMW Group 5 series thì phải làm sao? Trước mắt các bạn chính là BMW Group 5 series 2010 sau khi được thực hiện gói body kit nâng đời lên 2022. Toàn bộ phần cản trước, cản sau, đèn trước đèn sau, nắp capo được thay thế mới. Ngoại hình xe đã lột xác hoàn toàn, cực kỳ ấn tượng. Khi xe chạy trên đường không thể phân biệt đây là chiếc BMW Group đời cũ nếu bạn không phải là một chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt gói nâng cấp này chỉ tháo ráp, hoàn toàn không gò, hàn, đục đẽo lên xe. Phần đầu xe cực kỳ đẹp và thể thao với bộ đèn laser phong cách thời thượng. Phía sau xe, ngoài phần cản sau được thay mới, bộ đèn hậu LED mẫu mới kèm 4 ống xả rất đẹp mắt. Những chi tiết mới thay thế rất hài hòa với phong xe, hoàn hảo, không một điểm trừ. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm một bộ mâm vỏ cỡ lớn, càng làm xe thêm sang trọng. Bạn thấy bản nâng cấp này thế nào? Vui lòng comment cho ý kiến của bạn nhé. Hàng luôn có sẵn phục vụ nhu cầu mọi người. Xin tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp.